Huấn luyện viên Công, cầu thủ của Nam Định đã đánh vào ngực tôi. AFC phạt cực nặng cầu thủ của Buriram và Chiết Giang. Cổ động viên Bình Định đòi tẩn Romario. Xin kính chào những khán giả của Golden Star Warriors. Đây là bản tin tối ngày 10 tháng 12 năm 2023. Và hãy cùng chúng tôi điểm nhanh đến những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam và châu Á trong suốt 24 giờ qua nhé. Huấn luyện viên Công, cầu thủ của Nam Định đã đánh vào ngực tôi. Vào chiều qua đã diễn ra trận cầu nóng nhất của vòng 5 V-League 2023-2024 giữa Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội. Đúng như kỳ vọng, thì sức nóng từ trên khán đài đến dưới sân đã làm cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn. Phút thứ 34 của trận đấu, trong một tình huống ném biên thì Trần Văn Kiên của Nam Định đã có tình huống thúc quả trỏ vào bụng của huấn luyện viên Công Mokun. Sau khi huấn luyện viên của Công an Hà Nội đã giữ quả bóng lại để khiến cho Nam Định vào cuộc chậm hơn. Tình huống xô xát đó đã khiến cho huấn luyện viên người Hàn Quốc mất bình tĩnh và quyết chơi đến cùng với cầu thủ của Nam Định. Rất may là các trợ lý và trọng tài đã có mặt kịp thời để ngăn chặn tình huống đó đi xa hơn mức cần thiết. Rất có thể thì với tình huống bạo lực đó thì hậu vệ của Thép Xanh Nam Định có thể phải nhận án phạt nguội từ VPF. Dù sau trận hai người đã gặp nhau và xin lỗi, nhưng tình huống đó cũng không là gì so với diễn biến của trận đấu ở dưới sân. Nam Định đã vùng lên ở cuối hiệp 2 và nhờ có va nữa thì họ đã giữ được một điểm quan trọng trong một trận đấu đầy khó khăn trước Công an Hà Nội. AFC phạt cực nặng cầu thủ của Buriram và Chiết Giang. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã công bố án phạt vì sự hỗn loạn sau trận đấu giữa Chiết Giang và Buriram tại AFC Champions League. Theo đó thì Buriram United đã bị phạt tới 10.000 đô la Mỹ vì là những người đã tấn công trước. Còn nữa, ba cầu thủ tích cực nhất của đại diện bên phía Thái Lan đã có mặt trong cuộc chiến. Đó là Ramil CDF bị cấm 8 trận, Leon James bị cấm 6 trận và trung vệ Chitipat bị cấm 6 trận. Ngoài ra thì bên phía Chiết Giang cũng có 3 cầu thủ bị nhận án phạt tương tự như vậy. Nhưng có lẽ nếu xem kỹ video thì không chỉ có 6 cầu thủ của hai đội bị phạt nặng mà còn rất nhiều cái tên trong ban huấn luyện của hai đội đã thi nhau thể hiện cung phu. Với án phạt này thì Buriram United sẽ gặp tổn thất cực lớn khi tiếp Vanforest Cung Phu tại AFC Champions League vào giữa tuần này. Trong khi phải thắng thì đại diện của Thái Lan mới có cơ hội đi tiếp. Cổ động viên Bình Định đòi tẩn Romario. Sau trận thua đầy cay đắng trước Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà với tỷ số 2-3, thì các cổ động viên của Bình Định đã thể hiện sự ức chế khi đã ném chai nước vào các cầu thủ của Thanh Hóa vì câu giờ quá nhiều ở những phút cuối. Ngoài ra, Romario của Thanh Hóa và trung vệ Mark Long của Bình Định liên tục có những pha va chạm cũng khiến cho các cổ động viên đội nhà phải phát cáu với sự lươn lẹo và ranh ma của tiền đạo người Jamaica. Khi trận đấu kết thúc, nhiều người đã bao vây lấy xe của Đông Á Thanh Hóa khi muốn ăn thua đủ với đội khách. Thậm chí để khi về đến khách sạn thì họ còn không tha mà muốn vào tận nơi để hỏi thăm Romario và huấn luyện viên Veleza Popov. Việc có quá nhiều cái mõm thừa ở trên sân từ cả hai huấn luyện viên cũng như những cầu thủ thích chiến đấu như Mạc Hồng Quân hay Romario như đổ thêm dầu vào lửa. Nói chung chuyện sẽ không có gì nếu như Đông Á Thanh Hóa không bất ngờ chơi chủ quan sau khi đã dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 3-0 và để Bình Định ghi được hai bàn thắng rất trời ơi đất hỡi, khiến cho đội chủ nhà đã vùng lên và tìm bàn thắng san hòa. Một vòng đấu thực sự hấp dẫn, căng thẳng và đầy máu me, đó là V-League. Bản tin tối ngày 10 tháng 12 đến đây là kết thúc. Hãy like và đăng ký cho Golden Star Warriors để đồng hành những thông tin tiếp theo về bóng đá Việt Nam và châu Á nhé.